trước anh chị đã học ba bệnh nối liền bất thường tâm thất với đại động mạch. Bệnh thứ nhất chúng ta học là hoán vị đại động mạch, bệnh thứ hai là thất phải hai đường ra, bệnh thứ ba là thân trung động mạch. Và hôm nay chúng ta học ba cái bệnh nữa là gọi là nối liền nhĩ thất với một tâm thất, tức là hai cái tâm gì nối liền với một tâm thất. Nó gồm các bạn, nó gồm có ba bệnh. Bệnh thứ nhất là tâm thất động nhất, bệnh thứ hai là không lỗ văn hai lá, bệnh thứ ba là không lỗ văn ba lá. Tôi từ đây chỉ có một bệnh này, hai bệnh này thì ra được hai bác sĩ khác đã. Thì ba bệnh kia nó khó hơn ba bệnh này nó đơn giản hơn. Tuy nhiên đây cũng là những bệnh tim bẩm sinh mà nó xếp trong nhóm gọi là bệnh tim bẩm sinh phức tạp đó. Cái bệnh này tên tiếng Anh nó là single ventricle hoặc là univentricular atrioventricular connection, tức là cái này nó dịch ra tiếng Việt nối liền nhĩ thất với một tâm thất, còn cái này dịch ra là tâm thất độc nhất. Thực ra chúng ta gọi là tâm thất độc nhất, chứ nó có thể là có hai vùng thất, nhưng một vùng thất nó làm việc phải gọi là vùng trực chính, còn vùng thất phụ nó teo nhỏ. Đây là cái hệ của nó, vùng thất chính, vùng thất phụ nó thông với nhau. Cái này nó không gọi là vùng liên thất, nó gọi là lỗ bổng thất. Cái này nó thay đổi theo thời gian khi đến nhỏ lớn lên. Khi mà cái chị làm xương cho cháu ấy, cái chị phải để đi cái kích thước. Nếu chúng ta không phẫu thuật đó, thì cái này khi đến nhỏ càng lớn, khi cái lỗ này nó càng hẹp lại, thì chắc chắn là nó sẽ chết. Cái bệnh này về giải phẫu học, cái phức tạp nhất của bệnh này thì chia ra double inlet, single inlet và common inlet. Inlet là đường vào, double inlet là hai nhĩ nối với tâm thất, còn single inlet chúng ta chỉ có một nhĩ nối với một tâm thất. Trong trường đó thì cái máu ở nhĩ phải bắt buộc phải qua nhĩ trái để làm sống, thì nó giờ này nó qua cái này common inlet, máu của nhĩ phải và nhĩ trái nó qua cái van thận trung nó đổ vào, chúng ta gọi là common inlet. Thầy dạy sớm quá hay dễ không? Còn dễ là ok. Cái bệnh này nó có một số cái điểm các anh chị mình phải để ý. Điểm thứ nhất là gọi là cân cộng đoan without overriding. Overriding là gì? Cái ngựa, to ride, cái ngựa, overriding, cái ngựa. Cân cộng đoan là tương hợp. Tương hợp mà không có cân ngựa có nghĩa là gì? Máu từ nhĩ trái qua van nhĩ thất là đổ vào thất trái. Máu từ nhĩ phải qua van nhĩ thất là đổ vào thất phải. Nó gọi là cân cộng đoan. Cái bài này thầy rất muốn mấy em nghe cái phần đầu này. Nếu phần đầu mới không hiểu thì nó nguy. Nên thầy mới chờ, ngồi chờ 5 phút mà con hư nó vẫn lên chế. Rồi, chỉ còn cái này là gì? Cân cộng đơn sweet variety, tức là tương hợp nhưng mà có cái ngựa. Cái này mấy em nhìn cái gì, cái ngựa thì cái gì? Tức là van nhĩ thất bên phải là cái ngựa trên vai lên thất. Mình nhìn này nó giản dễ nhưng đối với phẫu thuật viên nó phức tạp kinh khủng lắm. Mẹ cứ tưởng tượng coi, nếu ví dụ này nha, những cái dây chằng của lá van này biết nó dính vào vách thất trái, dây chằng lá van phía thất phải, khi mổ đó mình tạo vách ngăn ở đây, nó đứt cái dây chằng, mà đứt dây chằng nó có hậu quả gì không? Còn định chế thì phải hỏi con mới được. Nếu đứt dây chằng nó có hậu quả gì? Hậu van nó đương nhiên hậu van cấp đấy nha. Còn đúng rồi, với đứa trẻ nó sẽ hợp và có cái bệnh hợp van hai lá bẩm sinh, đứa nhỏ có thể nó thiếu hai ba dây chằng và nó hợp van hai lá bẩm sinh. Thật ra mình nhìn thấy ra khi mình làm xương đấy thì người bác sĩ cũng muốn tự hỏi mình là bác sĩ phẫu thuật cái van nhĩ thất nó có cái ngựa ở bên nhĩ thất không, nó có ra đi. Còn trường hợp này nó gọi là rất bệnh lát lát vertical with upper right.
tức là máu từ nhĩ trái bên phải nó đổ vào thất trái hết, thì còn kèm thấy vào đây đi. Và trường hợp này rất là nhiều lắm, lấy phần con bây giờ vào đây đi, ai vào như thế này. Rồi khi mà mình nói upgrading thì mình phải đo mấy chục phần trăm, trên 50% nó về phía thất phải, hay trên 50% nó về phía thất trái. Thì mấy em thấy cái tim bẩm sinh về nó phức tạp không? Do đó mình ngồi đây mình học siêu tim bẩm sinh, tức là tim em bẩm nguyên vẹn hết. Hôm qua thầy nghĩ không ở đây không ai tâm thất đồng nhất hết nha. Rồi cái hình này nó còn khốn khổ hơn nữa. Đây là các dạng của tâm thất đồng nhất. Cái này người ta hiểu được là nhờ tâm bổ sát. Thì những em này bị chết, có khi để ra đời nó chết ngay, có khi nó chết trong thai nhi. Trường này các anh chị thấy là hai van di thất ở trên vùng thất chính này, cái lỗ bổ thất ở đây, vùng thất phổ. Luôn luôn mình phải trả lời câu là tại động mạch nó xuất phát từ vùng thất nào. Ví dụ các anh nhìn cái này, các anh chị thấy đại động mạch nó xuất phát ở một chỗ, xuất phát từ vùng thất phổ. Động mạch phổ nó xuất phát cũng vùng thất phổ luôn. Nếu cái này tự nhiên nó hẹp lại thì nguy rồi. Rồi còn trường hợp này các anh chị thấy là động mạch chủ xuất phát từ vùng thất phổ và động mạch van nhĩ thất bên trái đó. Alo. Mấy em để ý thế này nhé, đây đây. Trường này cái van nhĩ thất này nó cứ ngựa trên cái này. Cái thất trái, thất phổ này từ đó nó xuất phát từ động mạch chủ, cái động mạch phổi có lẽ nó xuất phát từ trên đây. Và trường hợp này nó làm cái này. Như vậy, do đó thì khi mình làm siêu âm kinh mấy ca tâm thất đồng nhất, mình phải tả là mình khảo sát theo tầng này. Đầu tiên mình khảo sát tầng nhĩ trước, mình khảo sát tầng van nhĩ thất, mình khảo sát tầng thất, mình khảo sát tầng đại động mạch. Làm xưa thì một sinh bất bột và chúng ta tặng như vậy. Nếu mình trả lời cho đúng thứ tự như vậy đó, thì mình không bỏ sót những chi tiết, thì mình coi đến mách liên nhĩ, mách liên thất, v.v. Rồi khi mà làm siêu mình tâm thất thần nhất, đầu tiên chúng ta phải mô tả vị trí của tim. Chúng ta phải mô tả mọc tim nằm bên trái, tức là lơi vô cardia. Mọc tim nằm bên phải là dextrocardia. Cái gì nhớ là mọc tim thôi nha, lơi vô cardia. Là mọc tim nằm ở phía trái, mọc tim nằm phía phải. Mesocardia là mọc tim nằm ở giữa. Ectopia cordis là tim nó nằm ngoài lồng ngực. Nhá, tim nằm ngoài ectopia. Cái này thì bình thường nó này, đây là cái đơn giản. Lâu lâu mấy chị thấy thì nhiều hai nhiều một mấy em nó có sợ ngộ. Cái ca ectopia cordis thì tim nằm ngoài lồng ngực bình thường là tim nó lại bình thường. Phẫu thuật viên người ta chỉ đưa cái tim vào trong lồng ngực thôi. Rồi chúng ta phải tả cái vị thế của tâm nhĩ. Situs là vị thế, situs solitus là vị thế nó bình thường. Anh cảm xí là đảo ngược. Chúng ta gọi là solitus khi nằm nhĩ trái nó nằm về phía bên trái, nhĩ phải nằm phía bên phải, và gan nằm bên phải, dạ dày nằm bên trái, na lách nằm bên trái. Thì lúc đó chúng ta gọi là situs solitus cả nhĩ lẫn phụ tạng. Còn cái situs exercis là đảo ngược. Đảo ngược về nhĩ, tức là nhĩ phải nằm bên trái, nhĩ trái nằm bên phải. Cái gì nhớ là nhĩ trái, nhĩ phải nó có dạng khác nhau đấy. Mình học năm thứ hai, năm thứ nhất mình học cho nó qua chuyện. Giải phẫu học xong cho nó đỗ thôi, mèo có học vậy không? Tôi hỏi nó học xong đỗ lên lớp tôi mừng rồi, chứ không? Nhưng mà đến khi mình học lại cái này, mình phải đọc lại nhĩ trái thế nào, nhĩ phải thế nào. Làm sao phân biệt nhĩ trái, nhĩ phải. Thì nó dùng cái tiểu nhĩ, cái cấu trúc nó khác nhau cho tâm viện nhĩ trái nhĩ phải. Chứ tức là việc suy có nghĩa là nhĩ trái nằm về phía bên phải, nhĩ phải nằm về phía bên trái. Rồi trong suy tức là việc suy nó đảo ngược luôn phổ tạng, tức là gan nó sẽ nằm bên trái, nó lách nằm bên phải và dạ dày nằm bên phải. Còn isomeric là đồng dạng dương hay đồng dạng phải, đồng dạng trái. Tức là hai nhĩ là không phân biệt, đồng dạng phải là hai nhĩ. Nó có dạng của nhĩ phải hết, nó dạng trái hai nhĩ nó có dạng của nhĩ trái hết, gọi là isomeric. Rồi chúng ta phải mô tả kiểu nối liền tâm thất và đại động mạch thì thế rồi. Anh chị học ba bài đầu tiên đó,
ก็ดำไม่จบและสุดฟ้าตะบุกธนาดำไม่ฟอดสุดฟ้าตะบุกธนาและฉีดตึงหาจอมือท่านบรรจงเฉียงหาไปcòn lại nó có thể có nó là cái phán vi đại đồng mạnh tức là chuyển vi phán vi là một đấy tức là đồng minh chủ nó nằm về phía thất có lạc thất phải đồng minh phò nó xuất phát từ thất có lạc thất trái chúng ta phải tự coi tương quan giữa vùng thất chính và vùng thất phổ rồi cái tổ nó vừa cái này các anh chị đừng học đi cho tổ thọ tôi phải kê cho nó đầy đủ thôi chứ còn đương nhiên làm siêu cái gì phải tải hết rồi coi quan những thất là thế nàodi rất có rạch hay không, coi có hở qua đây không, coi nối liền của mạch hệ thống mạch phổ như thế nào. Ví dụ như mạch tích mạch chủ thì nó phải đổ về đâu? Bình thường tích mạch chủ nó đổ về đâu à? Như nào? Như phải đó, tích mạch chủ đổ đâu? Tích mạch chủ thật sự cảm ơn em. Cũng có khi tích mạch chủ nó đổ về như trái đó.Mai mốt thầy giải cho các em vài nối liền bất thường tích mạch hệ thống. Tích mạch chủ có trường hợp tích mạch chủ trên nó đổ như trái, có trường hợp tích mạch chủ dưới nó đổ như trái, có trường hợp cả hai tích mạch chủ đâu đổ như trái hết, vậy làm sao để nhỏ sống được? Nhưng mà có thông tin gì đâu rất lớn nó mới sống được, nó đổ về như vậy. Thì chúng ta phải mô tả nối liền bất thường của tích mạch hệ thống, tích mạch phổi. Rồi chúng ta coi những cái van có bị hẹp hay không?Rồi tâm thất đồng nhất là bệnh nam gấp 3 đến 4 lần nữ, nó nhiều hơn nhiều đó. Triệu chứng cơ năng. Khi nào nó có triệu chứng siêu tên trong tâm thất đồng nhất? Cô bé vô chế này. Sao khi nào tâm thất đồng nhất có triệu chứng siêu tên? Đúng rồi, không. Khi nó không có hẹp ở mạch phổi, nếu triệu chứng tên, có thể thầy hỏi về mục đích thì nhắc với em nhớ nguyên lý trong bệnh tim bẩm sinh là gì?Khi không hẹp được mạch phổi, đứa nhỏ nó có thể suy tim. Còn nếu nó có hẹp được mạch phổi, thì nó làm sao? Rất tim. Mấy em giỏi quá trời rồi nhé. Nên nó có một phần nguyên tắc. Dấu hiệu ngồi sổm, mấy em nhớ không? Ít cảm lắm. Đôi ngồi sổm thường gặp nhất là trong bài Thư Chương Phan Lô nhé. Rồi, cơn tim thiếu oxy cũng ít gặp. Rồi bây giờ chúng ta có hai thầyTôi thực thể tâm thất đồng nhất có tăng vào lòng phổi, tức là nó có khả năng suy tim. Thì bệnh nhân có thể có âm thổi đầu giữa tâm thua và trái xương ước này. Âm thổi nhỏ hơn, khi lớn này hẹp hơn. T1 bình thường, T2 tất đơ và mạnh. Có thể có âm thổi tâm trương khi nó có tăng áp vào mạch phổi. Có thể tâm trương, có âm thổi trương khi ở mỏng tim, khi lượng máu lên phổi nhiều. Tại sao có thể có âm thổi tâm trương mỏng tim?Khi lượng phó lên phổi nhiều, không biết được không? Phần suy luận ra đấy con. Tại sao? Thầy hỏi em tuổi tâm trương, mà sao sao ở ba con? Trời ơi, công công thầy đào tạo bé này mấy năm rồi. Ông tuổi nếu hở ba là thời tâm thu có hai. Khi nào ông tuổi tâm trươngcho mấy em nhé, thầy nhớ ôn lại cho mấy em nhé. Khi người ta hở van hai lá nặng quá đó, thì người ta có thể có rù tâm trương ở mỏng tim. Lúc đó mình nghe âm thổi tâm thu ở mỏng tim và một cái rù tâm trương ở mỏng tim. Do khi mỏ hai lá hở van hai lá vào thời kỳ tâm thu, máu từ thất nó đổ về nhĩ nhiều, rồi đến thời kỳ tâm trương của nhĩ, máu nó đang có lượng máu đổ về cộng với lượng máu của bốn tích mạch phổi, thì thể tích máu trong nhĩ nó trở nên nhiều quá.So với cái van hai lá thì lỗ van hai lá trở nên hẹp so với lượng máu. Thành ra ở người mà hở van hai lá chúng ta có thể nghe thấy rù tâm trương mỏng tim, thì cái này y như vậy đó, tức là trường hợp máu lên phổi nhiều thì cái nhĩ trái với cái van hai lá nó trở nên quá nhỏ so với tổng lượng máu, thành ra nó nghe thấy âm thổi tâm trương mỏng tim khi lượng máu lên phổi nhiều nó trở nên gọi là hở hẹp van hai lá mà quyết độngchứ không là không có hẹp thực thể nha, mình đo thực thể mình vẫn thấy diện tích của van 3-4 cm², nhưng mà đến lúc mình làm nghe làm thân thanh đồ mình nằm xưa mình vẫn thấy có cái âm thổi tâm trương hở van hai lá rụt tâm trương và mỏng tim khi lượng máu phổi nhiều hoặc hẹp hai lá tương đối. Cảm ơn hương. Tại sao người ta có âm thổi ground steel áp lực ở mạch phổi cao? Áp lực ở mạch phổi cao nó sẽ làm hở van ở mạch phổi, do đó chúng ta nghe âm thổi tâm trươngcủa hở van ở
với ông tổ chức Đông Dương Ramsdale, thì cái ông thổi của Hờ Ba Đăng Mày Phổi, cái đặc điểm chúng ta không phân biệt nổi cái ông thổi tâm chương của Hờ Ba Đăng Mày Phổi. Nhưng mà thường thường là siêu âm chúng ta dễ nghe, ngày xưa thầy học thì phải học làm sao phân biệt đi khám nhưng thôi, cái chỉ nhớ cái đâu thì cho mẹ biết siêu âm thì cũng cần này. Ông thổi tâm chương Hờ Ba Đăng Mày Phổi. Rồi nếu trường hợp có hẹp động mạch phổi thì dễ quá rồi. Nếu hẹp động mạch phổi chắc chắn mình nghe được em tuổi trung thu ở trong trường, con béo đen nghe cạnh, con muốn chết thì phải hỏi con. Tại khi mà hẹp động mạch phổi con nghe em tuổi trung thu ở trong trường, cái gì cho nó đại? Khi hẹp động mạch phổi con nghe em tuổi trung thu ở trong trường, thì vận tốc dòng máu qua van có tăng không? Ở nhà con có làm vườn không? Khi mà thầy tưới nước ở nhà, thầy tưới cây đó, thầy cầm cái ống đi lồng tưới, thầy muốn dòng máu đi mạch thì làm cái nào? Thầy bó mạnh cái đó, thì máu đi mạch, thì hẹp qua thì vận tốc dòng máu tăng, vận tốc dòng máu tăng nó tạo ra âm thổi, tức là âm thổi tâm thu. Khi hẹp qua, cảm ơn. Khi hẹp qua là mình phổi, chúng ta nghe được âm tâm thu, lên dần hai trái, tôi hẹp qua là mình phổi. Thì thầy muốn mấy em học, mấy em suy luận hơn, chứ thầy đâu thuộc lòng đâu. Tim mạch là cái tất cả triệu chứng mình có thể suy luận ra được. Và nếu mấy em mai muốn mấy em dạy lại, mấy em sinh viên á, dạy một cái suy luận thì tụi nó dễ nhớ hơn, chứ bắt thuộc lòng đâu có lợi đâu. Cứ nhớ nguyên tắc là hẹp thì nó sẽ tạo ra vận tốc nó tăng. Vận tốc nó tăng chính là âm thổi đấy. Tức là thầy nhớ trong xương tim, xương tim là cái ống nghe tốt nhất, nó đo vận tốc dòng máu thì nó chứng minh mình có âm thổi đấy. Và không có cái dưới sân sao, bình thường là hẹp dưới ba đồng mạch phổi. Thì một bình thường sẽ nhỏ lên động. Thì đây là một trường hợp này, cái điện tâm đồ, cái có thể lấy cho cuốn cặp lớp này, nó đặc biệt lắm. Thì nó rất đa dạng trong tâm thất đẳng nhất. Nhưng trường hợp này mình thấy là đêm một dương, AVF âm thì mình biết là chụp cái lên trái, chụp lên trái. Chúng ta thấy V1 nó rất sâu, V6 này thì mình thấy có vẻ giống như lớn rất trái đấy, rất trái, chụp lên trái. Còn cái trường hợp này nè, trường hợp này thì nó lại khác hẳn này. Trường hợp này chúng ta thấy D1 âm, AVF dương là chụp nó lệch sang, lệch phải. Và chúng ta thấy dạng là E nhỏ S trên hầu hết các chuyển hàm ngược. Đây là cái điện tâm đồ nó tương đối đặc thù của tâm thất đẳng nhất. Trường này mình thấy là E là cao đây, S sâu đây, thất phải lớn, trung lên phải và thất phải lớn. Thì chúng ta lại thấy là giống như là bệnh nhân trường hợp này là thất phải nó lớn, khác hẳn cái điện tâm đồ kia. Thành ra thường thường đối với tâm thất đẳng nhất, cái điện tâm đồ cũng giúp chẩn đoán thế. Còn lúc nó giảm thất trái lớn, lúc nó giảm thất phải lớn, tùy cái vùng thất trình thất phổi thế nào. Rồi X quang ngược, chúng ta chỉ phân biệt là thể có tăng vào lòng phổi với thể không tăng vào lòng phổi. Thể có tăng vào lòng phổi thường là ý tâm thất đồng nhất là thất trái này. Chúng ta thấy phóng tim lớn vì lượng máu về thất trái nhiều, thế nhĩ trái nhĩ phải lớn, động mạch phổi bị phải bị giãn, bị đẩy lên cao cho giảm giống như waterfall thác nước, nó đẩy lên nó đổ xuống ngay, nó bỏ giảm giống thác nước đấy. Bó đại động mạch hẹp giống phát huy là động mạch đến trước sau nhé. Rồi khi hẹp động mạch phổi nặng thì toàn là phổi bình thường hay giảm máu tim không lớn. Khi không có lỗ van động mạch phổi thì toàn là phổi chúng ta hầu như chúng ta không thấy đấy. Thì như vậy thì trong trường mà cái này là X quang thực ra đây chỉ giúp mình chúng ta đọc có tăng thôi, cũng không giúp chẩn đoán. Như vậy thì làm sao chẩn đoán bệnh này? Và cái lý do mấy em ngồi đây chúng ta học siêu tim này, mục tiêu siêu thì chúng ta xác định di tuyến của nhĩ này, khảo sát dạng của thất tròn, thất phải, thất trái không được thể nào, vị trí của thất teo nhỏ, xác định tương quan nhĩ thất và thất tạng động mạch, đo kích thước của thông liên thất và đo thẹo của tổng thất, khảo sát quan nhĩ thất và sinh huyết, khảo sát về tim trùng và cái kích thước phân chia động mạch của thất. Cái này mình có nên học thuộc lòng không? Một con gái này hay học thuộc lòng. Thầy hỏi em, học không? Chúng ta học chỉ con già, con xấu đi nữa. Người nào cũng nào, con làm đúng rồi hết.
sản ở quốc độ Sinh Lộc Mang này. Ông Benedict Echocardiography để sản này, ông luôn luôn, ông cái cực hay là ông làm cái này cho những người nào mới làm siêu âm mà để mỏ tim á. Tức là nếu em trả lời tất cả những câu này, phẫu thuật viên nó đọc xong nó có thể mỏ được. Em biết nó mỏ thế nào cho người bạn. Em không trả lời hết phẫu thuật viên mỏ được đâu. Nhưng em phải làm này. Rồi bây giờ tìm vùng thất trọng thuộc thất phải, thất trái. Thì chúng ta coi vị trí của vùng thất phụ là một cắt dưới sườn. Nếu vùng thất phụ ở phía trước, vùng thất phụ thì nó có dạng thất phải, thì vùng thất trọng có dạng thất phải. Vùng thất phụ ở phía sau thì thất trọng có dạng thất trái. Nhưng mà cái này đó, thì thực sự là lúc thầy soạn cái bài này đó, thì lúc đó người ta còn nghĩ đến phẫu thuật cấp linh. Phẫu thuật cấp linh người ta sửa lại thành tim bốn buồng, hai vùng thất, hai vùng nhĩ. Nhưng phẫu thuật cấp linh nó có nhược điểm là tử vong gần 50%. Do đó thì bây giờ mấy em nào ở Tâm Đức thì thấy là hỗ trợ mấy ca tâm thất độc nhất. Bây giờ chúng ta chỉ làm cái phẫu thuật plan, sau đó chúng ta làm phong tăng. Tức là đầu tiên là nếu bệnh nhân không nghèo được mình phổi, chúng ta làm bending trước, chúng ta siết vào mình phổi lại. Sau đó chúng ta lấy tĩnh mạch chủ trên, chúng ta nối vào động mạch phổi. Thế chúng ta đưa 40% về lượng máu về cái thịt. Rồi sau đó thì một năm sau, chúng ta lấy tĩnh mạch chủ dưới, ta nối vào động mạch phổi. Vẫn là phẫu thuật phong tạng. Bây giờ chúng ta làm cái đó hết. Chúng ta muốn làm phẫu thuật trước, thì chúng ta phải cấp lên. Chứ còn về thành ra cái này, này cái chỉ làm không làm cũng không quan trọng nữa nhé. Cảm thấy. Thì đây là trạng tâm thất ẩm nhất này. Cái tâm thất này. Trường hợp này nó chỉ có một máy van nhĩ thất, thông linh nhĩ nó rất lớn bọn này. Thì cái này cái phần quan trọng nhất chính là gì? Là các anh chị coi có hẹp động mạch phổi hay không. Nếu có hẹp động mạch phổi thường cháu đó tim, chúng ta làm phẫu thuật lan không, không phải làm gì hết. Chúng ta lấy tĩnh mạch chủ trên nối vào. Và nhớ là khi làm chẩn đoán tim bẩm sinh những ca này, các anh chị đều phải đo sao tươi, đo bão hòa, oxygen, máu vân tay hết. Thường thường nó còn là 70% mình nghĩ chuyển mổ thế nào, chứ không có, nó chịu không nổi. Còn nó 80% ok, nó vẫn sống được. Trường hợp này, cái đây, cái trường ca này, hồi đó ở viện tim này, tâm thất đồng nhất, sau đó tôi đo máu phải hẹp vào mạch phổi không. Trường hợp này độ trên áp nó trên 15 mm, thì nha, có hẹp vào mạch phổi. Nhưng lúc này mình nhận phối là clan cho nó có hẹp vào mạch phổi. Tức là nó sẽ sống suốt đời, với một vùng thất và một vùng nhĩ, mình chấp nhận cái sống này. Rồi như vậy thì mặc dù tôi phải chiếu có hai hình không đấy, thì chắc để tuần sau thứ năm tuần sau em có học mà thứ hai em nghỉ đấy, thầy tìm lấy thêm một số hình của cái bài của ông Sinh Lộc Mang chiếu cho em, tại vì không có thêm một số hình tâm thất đồng nhất với thầy lấy thêm hình trong cuốn sách khác nữa. Chứ còn cái bài này thì thực ra nó rất đơn giản. Là các anh chị khảo sát theo tập, coi nhĩ nào, coi văn ý thất nào, coi thất nào, coi đại hợp ảnh nào. Cái quan trọng nhất các anh chị trả lời cho tôi là quan hẹo động mạch phổi không. Nếu không hẹo động mạch phổi, các anh chị thử mổ sớm thôi. Các anh chị để quá nó bị Asian Major, chị biết rồi thì không được để quá một tuổi. Còn nếu nó có hẹo động mạch phổi, thì các anh chị nếu tùy ra nó tím nhiều thì biết. Tím nặng quá đó, thì các anh chị làm lên trước, một năm sau là không tăng được sau. Bây giờ về điều trị ở thể phức tạp tiến triển tự nhiên đến xấu 50% cũng sống qua 6 tháng tuổi, đặc biệt nếu cháu nó có suy tim nữa. Mà nếu nó suy tim thì chữa suy tim cái nào tốt nhất cho trường hợp này, tím mèo tím chưa. Bây giờ tính gặp một ca tâm thất đồng nhất, nó có suy tim mà nó 4 tháng tuổi, chữa cái nào tốt nhất? Suy tim có là phẫu thuật lan được không? Thế là con chưa hiểu vấn đề đó. Có khi con gái giỏi hơn. Con biết không ạ? Nếu suy tim 4 tháng tuổi thì vẫn tin con gái hơn. Bây giờ con gặp đứa tâm thất ẩm nhất, nó có suy tim, tức là nó không gặp được mạch phổi, nó mới 4 tháng tuổi. Cái này đúng, tên sao tính quên. Cái này đúng, con đi chứ. Thế thầy nói nguyên tắc là gì? Máu lên phổi nhiều quá, con làm giảm bớt máu lên phổi, nó mất suy tim. Cái đó là cái nguyên tắc hàng đầu của chăm sóc bệnh tim bẩm sinh, các anh chị phải thuộc đó. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại là vậy nè.
máu lên phổi nhiều quá, làm sao bớt máu lên phổi, đó là bending. Tức do đó thì tiến phải làm bending trước. Nguyên tắc bending làm sao để cho nó siết hết hơi 40% nên là phải phổi đó. Và thường thường người phẫu thuật viên ta biết cách siết, và siết nào làm sao nó tạo cho giám lực ở trên 40 mét/gân thì cháu nó sẽ bớt suy tim. Chứ còn đương nhiên là tiến cho lợi tiểu, tiến cho digitalis, cho ước chứng minh chuyển cantopri là chỉ cấp cứu lúc đó thôi. Còn mình phải bàn với phẫu thuật viên là phải bỏ cho cháu mới cứu được. Và để tránh Asperger, sau đó khi cháu bé hơn 1 tuổi đó thì làm phẫu thuật gland được. Có thể là mình lúc làm phẫu thuật gland thì có thể lúc đó mình siết luôn cái động mạch phổi là cũng được. Rồi sau đó về sau mình làm cái phục tăng thôi. Một năm sau đó phục tăng. Cảm ơn bác sĩ Tý. Các anh chị nhớ để ý, điều trị tạm thời là gì? Giải phẫu tạm thời. Đây người ta này, tăng máu lên phổi khi cái hẹo động mạch phổi, giảm máu lên phổi khi lượng máu phổi quá nhiều đấy. Tăng máu lên phổi chúng ta làm một phẫu thuật gland. Nhưng mà phẫu thuật gland thì có một số đứa nhỏ nó nhỏ quá là phẫu thuật gland không được. Thì có thể các chỉ làm cái sân động mạch tạm thời nhưng sân nó phải nhỏ. Nguyên tắc là tránh động chạm chứ phải sau này thực hiện phẫu thuật chúng ta. Còn giải phẫu triệt để trước kia là cất linh đấy, thực hiện từ 1956. Ông dùng đắc rông để tạo vách thất. Thì đúng, nhưng mà chỉ làm được nếu tâm thất độc nhất có giảm thân trái, nên người ta đòi được trả lời tâm thất độc nhất là thân trái phải, có thể từ con 50% bây giờ ngoài nó làm này. Và sau này thì phẫu thuật kiểu không tăng. Các em cứ tưởng tượng phẫu thuật 50%, tức là chúng ta bỏ cứ 10 đứa trên 5 đứa kinh hoàng không? Không được, không nổi đâu nha, bây giờ không ai làm được. Tại vì bây giờ một bệnh viện nào mới mổ tim ra mà phẫu tử vong 10% nói chung toàn bộ đó, bệnh viện nên đóng cửa. Ngày xưa có lần cái đoàn Mỹ hôm qua nó giúp Myanmar đó thành lập cái mổ tim, rốt cuộc tử vong trên 10%, nó tìm ra do nhiễm trùng nhiều quá, chúng ta bỏ rồi rút về đó. Các anh chị nhớ nhé, thành ra còn mình cái điều khi mình có khi có chết thì mình che bớt thì mình lại bắt oxy về, chứ còn thực ra lại không được mổ. Ví dụ như phẫu thuật thông linh thất thì tử vong phải coi dưới 1% đến 0%, thông linh thất, thông linh nhĩ đó. Cái chỉ để nhiều có được, tứ chứng quan lâu bây giờ phải dưới 5%, nên nó có số của nó. Do đó thì nếu vừa mới mở thì thời xưa cái này thời gian nó thực nghiệm thôi. Bây giờ không ai mổ của nó, bây giờ tất cả đều mổ của phong ta. Phong ta là một phẫu thuật viên người Pháp. Ông này ông nghĩ là cái nguyên lý hay lắm. Ông nghĩ nguyên lý là thế này, đầu tiên ông dùng cái này để chữa bài, chữa bệnh không lỗ vặn ba lá. Không lỗ van ba lá là cái người không lỗ van ba lá, tức là van ba lá nó làm cái màng ngăn, là nó không có ba không có lỗ gì hết. Thành ra máu từ nhĩ phải nó xuống thất phải không được. Thành ra đến nhỏ đó thì nếu không lỗ van ba lá thì máu từ nhĩ phải sẽ qua nhĩ trái và vào bộ phận ung thư hoặc vào thôi lên nhĩ. Thì ông không tăng là nguyên lý ông lấy cái nhĩ phải ông nối vào cái động mạch phổi, thì coi như là ông sẽ làm cái nguyên tắc là không có dùng phải nữa. Ngày xưa người ta quan niệm là thất phải có thể không cần nữa. Thì thực ra thì đứa nhỏ nó sống đấy, nhưng mà không thể được không quá 50 tuổi. Về sau này người ta không làm thế, người ta dùng cái nguyên lý phục tăng, người ta không làm như vậy đó. Người ta phải làm hai bước. Đầu tiên là ta lấy tĩnh mạch chủ trên nối vào động mạch phổi. Thì chúng ta được tĩnh mạch chủ trên nó dẫn 40% lượng máu của toàn bộ cơ thể. Sau đó một năm sau người ta lấy tĩnh mạch chủ dưới, người ta nối vào động mạch phổi nữa. Tức là người ta lấy 60% lượng máu còn lại nối vào. Thì tại sao lấy tĩnh mạch nối vào động mạch phổi nó tốt hơn phẫu thuật ba lớp tâm sinh? Tại ba lớp tâm sinh thì em lấy động mạch dây đòn nối vào động mạch phổi, tức là máu động mạch hệ thống chạy vào động mạch phổi, thì nó có nguy cơ gì? Nguy cơ mà em mổ không khéo nó phù phổi nó chết. Mà máu động mạch chảy qua động mạch thì không sinh lý. Bây giờ nếu chúng ta lấy máu tĩnh mạch chủ dưới, chúng ta nối động mạch phổi hoàn toàn chúng ta sinh lý rồi. Nên thực ra thì máu của cái nhĩ phải thất phải cũng gần giống như máu là máu tĩnh mạch mà nó hoàn toàn sinh lý. Thì những nguyên lý của phong tăng rất hay. Thì bây giờ chúng ta làm những phẫu thuật gland với lại cái phong tăng đó. Thì như vậy thì trong cái bài tâm thất động nhất thì nó có mỗi phần đầu quan trọng nhất là chính những cái phần giải phẫu học của nó đấy. Thì bài này nó là nối liền bất thường của nhĩ, tâm nhĩ với đây, tâm bột
gọi là với nền nhĩ thất với một tâm thất, chúng ta gọi nó nằm trong ba bài tâm thất gần nhất, không đấu ai cũng nghe và không đấu bằng ba lá nằm trong cái nhóm bệnh này. Thì thường thường tất cả nhóm bệnh này chúng ta đều phải mổ, gọi là triệt để, nhưng chúng ta lấy máu tức mình chụp trên từ dưới cái chỉ nối vào cả đâm mình phổi hết cả ba bệnh này, hầu như cái không đấu bằng ba lá hai lá mổ khó hơn nữa, tại cái này nó làm thượng sản thượng trái mổ khó hơn nữa. Rồi thì do đó thì cái đối với bệnh tâm thất gần nhất, cái giải phẫu học là cái anh chị để ý, anh chị nhớ khảo sát theo tầng, tầng nhĩ, tầng qua nhĩ thất, tầng thất, rồi tầng đại tầng mạch, rồi coi quách liên thất, quách liên nhĩ nó thế nào, rồi coi có gì tật bất thường phối hợp thêm không, các anh chị khảo sát theo tầng. Rồi về cái lâm sàng của nó thì các anh chị chia hai nhóm, nhóm thứ nhất là có hẹp ở mạch phổi, nhóm thứ hai là không hẹp ở mạch phổi. Nếu nó có hẹp ở mạch phổi thì chắc chắn nó không có suy tim, nhưng nó sẽ tim. Còn nếu nó không hẹp ở mạch phổi, nó có suy tim. Và chúng ta nhớ nguyên lý sửa chữa tạm thời là gì? Máu lên phổi nhiều quá, chúng ta giảm lượng máu lên phổi. Máu lên phổi ít quá, nó tim quá thì chúng ta đưa máu lên phổi bằng cách lấy máu tĩnh mạch nối với động mạch phổi. Thì nó nhỏ lắm sinh lý hơn, nó nguyên lý cái bài này có vậy thôi. Và các anh chị làm đủ 14 cách, không có bỏ sót cái gì hết. Rồi, các anh chị có hỏi về bài này không? Chăm sóc cái phẫu thuật len cũng tăng khổ lắm em. Cái thầy nhớ là hồi viên tim mình mở đầu năm 92, bắt đầu mổ ca đầu tiên 1/1/1. Thì đến khoảng giữa năm thì có phẫu thuật một phẫu thuật người Pháp, trong năm đầu của hầu như phẫu thuật viên người Pháp mổ hết, anh Phan với chị Phương là được phẫu thuật. Thì sau đó mấy ông đứng kèm cặp cái viên tim này được thành lập kỹ lắm. Giáo sư Cộng Chiếm nhờ tất cả đệ tử và một số giáo sư khác qua một năm đầu qua kèm cặp hết, kể cả gây mê, kể cả hồi sức chị đó. Đó thầy chỉ làm trận đó nó qua đấy. Thì họ qua kèm cặp như vậy đó. Mà có hôm có vui và một hai các len chết cả hai. Tại vì hồi đó cũng có một phần là lý do cái nhóm chẩn đoán. Hồi đó mình chưa quen, nó là những ca gọi là isomeris crack mà mình cũng mổ cái len thì nó chết. Thành ra bây giờ thì mình giỏi hơn nhiều rồi. Bây giờ mà gland như là tâm đức ở đây làm có nghĩa gì thế sống. Thì cái chăm sóc cái quan trọng thế này, em lấy máu hết và tim mạch trên nối vào động mạch phổi. Nếu trong lúc chẩn đoán mà áp lên động mạch phổi cao quá, máu chảy về không được, thì em tưởng tượng ra thôi, đơn giản nó phù hết, thế là phù hết. Mà không gặp cao thì rồi nó đầu bao hòa nó xuống và xuống để chết. Bây giờ thì không tâm đức không có và đây cũng có mấy em cái kinh nghiệm và mình có đủ phương tiện cả thông tin làm thế. Lúc đó thì mình sẽ chụp lại cái bài mình làm CT mình coi nó tắc chỗ nào nha. Nếu em gặp cái đó thì bây giờ em làm CT sớm lắm, em mới CT coi nó tắc chỗ nào để phẫu thuật viên bỏ ra. Đầu tiên mình làm sao trước tìm không thấy, làm CT nó không có thông tin mình coi nó tắc chỗ nào. Nhưng cái quan trọng thì muốn mấy em biết là biết cái lý luận của nó đó, tức là nếu nó phù chứng tỏ nó nghe là ở đâu thì tức là rồi sau này thì những cái đặc bệnh này sau đó bác sĩ nó qua chữa đấy chứ không phải qua chữa đâu. Chăm sóc lâu dài đó thì về sau đến khi nó làm thì phong tàn, nó hay có nhược điểm là máu ứ gan nó hơi lớn, bụng nó phù cũng rất là hơi tiểu, nhưng luôn luôn thầy phải cho một aspirin là thấp cho nó, vì aspirin để cho và làm siêu âm để coi những cái mạch đó không. Mỗi đầu tiên, năm đầu tiên thầy làm siêu âm trước khi ra viện này, siêu âm tháng thứ 3, tháng thứ 6, tháng thứ 12, sau đó mỗi năm làm siêu âm lần, mình coi những mạch đó có thông thương hay không, làm thế đó có gì có hết, làm siêu âm tìm đó. Rồi nhất là bây giờ nếu mình coi cái đó thì làm CT cho nó, hoặc là thông tin trường cho nó, phải làm sao nó thông thường. Rồi mỗi lần ví dụ tự nhiên gan nó lớn lên, vấn đề đặt ra là do nó suy tim hay là do cái mạch nó nghe, thì em trả lời cái câu đó. Nhớ luôn luôn không bao giờ làm lại hết, tất cả cái gì
miếng bàn luận nhau là coi đặt câu hỏi là tại sao nó xảy ra cái đó, tại sao gan lớn, tại sao nó phù đấy, tại sao nó phù đấy, thì thông thường nó là nghe. Thì đa số là phải tiêm một tiểu. Bên em là bệnh viện nào? Tiêu rồi. Mấy cái thằng mà bệnh viện Hoàng Mỹ nó điên, nó mới ra một lần, trời ơi. Bên mà cái đám em phải học kỹ, học kỹ với bác sĩ nó mới một lần. Tất cả các ca một lần thì phải bắt phải 4-5 phút và nó đưa về thông tin hết. Thì cho họ. Thì cho thông tin mình đo cái áp lực của mạch phổi. Em cứ tưởng tượng máu áp lực cao, máu đó áp lực của mạch phổi cao, làm sao máu nó qua được. Trong cái áp lực máu tĩnh mạch nó có được mười mấy ạ, đâu qua. Thực ra mình, tức là nhu cầu sinh lý của cái tim trẻ em, cái sự cái mạch tim học sinh kia, rồi mình phải chạy cho bỏ. Và đó thì phải mua cuốn Cardiology Pediatric of Cashmere. Thực ra thầy là một sĩ tim người lớn á, đi qua Pháp, thầy phải học và đi học sinh nhiều. Thầy đứng tú là thầy có sĩ tim người lớn đúng không ạ? Thầy từ khi nội trú ra thì người lớn, nhưng mà đến khi qua làm thì bắt đầu phải ngồi học, thì phải mua cuốn Cardiology Pediatric mình đọc, đọc lại hết thì cơ bản mình coi cái đó thì mình đọc thêm. Rồi sau này mua cuốn bộ Mốt Xã Đam đó, nếu mấy em muốn đi theo một trận đoán cái tháng 1, thì nghĩ em mua bộ Mốt Xã Đam, Help in Pregnancy, in Infant, Children, Adolescents, mình đọc cái đó. Và cái nếu mình chưa rõ thì phải hỏi với trận trước. Còn mấy em hàng Mỹ thì mấy em tim mạch đã thầy biết chưa được sức, chưa được sức một lần. Đứa đệ tử thầy là đứt cho người đó, thì cái xương khác mới đứa chưa được sức. Và hồ hộp cho một lần như thế. Bác sĩ nó chế bệnh nhân nhiều.